Miệt thứ check in. Xin chào mọi người, lại là mình đây. Hôm nay là ngày giãn cách thứ 3 của mình. Hiện tại thì chỗ khoa mình làm vẫn ổn. Tất cả các xét nghiệm sàng lọc tại khoa mình đều âm tính của người nhà và nhân viên luôn. Tuy nhiên thì một số khoa vẫn có kết quả nghi ngờ. Mai là ngày thứ 4 nên anh em ai cũng hy vọng nếu mà có kết quả âm tính thì sẽ được về nhà. Nhưng mà tình hình này thì có thể sẽ cách ly dài hơn dự kiến. Hiện tại thì ai cũng lo lắng. Nhưng mà nói chung mọi người cũng đã chuẩn bị tinh thần để có thể phải cách ly dài hơn thông báo ban đầu. Nhu yếu phẩm thì cũng tương đối đầy đủ, điều kiện sinh hoạt thì cũng ổn. Một số khoa không đủ giường, nhân viên thì phải chạy ga xuống nền nhà để nằm. Nhưng mà bệnh viện mới thì cũng sạch sẽ nên cũng đỡ. Khoa mình có giường nhưng mà thiếu đệm với chiếu. May là chuyển qua bệnh viện mới, chứ nếu mà cách ly ở cơ sở cũ thì coi như là không biết nói sao luôn. Mấy chị có con nhỏ trong này thì rất là nhớ nhà. Có bé thì còn đang bế trên tay. Có chị thì hai vợ chồng thì đều làm trong bệnh viện nên phải gửi con cho ông bà. Hai vợ chồng mình thì đều đi cách ly ở bệnh viện, nhưng mà hai đứa mình thì chưa có em bé. Nhưng mà có con chó con thì gửi cho hàng xóm cũng nhớ nhà, nhưng mà vì cái chung nên ai cũng động viên nhau cố gắng. Thì hy vọng thì mọi chuyện thì cũng sẽ qua thôi, dịch bệnh cũng sẽ qua. Một số ít bệnh nhân thì cũng rất là khó khăn. Nói đúng luôn á là khó khăn đến mức là không có đủ tiền để mua cơm ăn luôn. Nhưng mà khoa thì đã có kế hoạch giúp đỡ những bệnh nhân này. Và hôm nay cũng có khá nhiều đoàn từ thiện đến để tặng cơm cho bệnh nhân và nhân viên y tế, nhiều hơn những ngày trước. Mọi người ở bệnh viện thì ai cũng cố gắng và lạc quan. Mọi người ở nhà cũng cố gắng chấp hành các quy định của chính phủ và nơi mình sinh sống nha. Tuyên truyền cho người nhà khai báo kịp thời để có biện pháp cách ly đúng. Hy vọng là sẽ có vaccine sớm và đủ để tiêm cho tất cả mọi người để dịch bệnh mau qua. Cố lên nha các bạn.